Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chúng ta mời bạn trong Liên Quân nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào đấu thường hay là đấu hạng nha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào đấu thường. Rồi thì sau khi mình bấm vào đấu thường rồi á, nếu như mà các bạn đã từng kết bạn với cái người mà mình muốn mời á thì các bạn chỉ cần tìm ở bên đây này và các bạn bấm vào cái dấu cộng đây. Sau đó bên đây nó xuất hiện cái lời mời này, thì bước này các bạn bấm vào từ chối chờ mình hay là tiếp nhận này, mình bấm vào tiếp nhận nha. Rồi như thế thì mình đã mời cái người bạn này vào chơi chung với mình thành công nha. Đây là cách rất là dễ dàng để mà có thể mời bạn được. Thì cách này yêu cầu chúng ta là đã kết bạn với nhau rồi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ còn một cái cách khác, đó là các bạn nhập cái ID phòng nha. Bước này các bạn bấm có một chọn chế độ này, một đây nha. Sau đó các bạn bấm có một hãy nhập ID phòng. Sau đó các bạn nhập cái ID phòng ở đây nha. Vào bên đây nha. Thì mình sẽ nhập vào cho các bạn xem. 539516. Rồi sau đó mình bấm vào vào này. Thì sau khi mình bấm vào vào á thì nó đã vào cái mục đây để mà các bạn có thể chơi chung với nhau. Thì đây cũng là một cách nha. Còn nếu như đấu xếp hạng cũng vậy thôi. Bây giờ mình sẽ vào đấu xếp hạng này. Thì vào đấu xếp hạng các bạn cũng vào cái phần chọn chế độ này, các bạn nhập ID phòng, hoặc là các bạn có thể vào cái phần đấu hạng này, các bạn cũng nhập ID phòng vào. Thì cái nào cũng được nha. Rồi bây giờ các bạn nhập ID phòng đây. 426112. Sau đó các bạn bấm vào vào. Rồi ok, vậy là mình đã mời cái người bạn này vào chơi chung với mình thành công nha. Rồi vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn các bạn các cách để mà các bạn có thể mời bạn trong Liên Quân nha. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bạn nào thấy hay cũng như là hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.